các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Ngày hôm nay cô Ngọc lại quay trở lại với các em với nội dung bài hình thoi. Bài hình thoi bao gồm những nội dung như sau. Nội dung thứ nhất là định nghĩa một tứ giác là hình thoi. Nội dung thứ hai là tính chất. Nội dung thứ ba là dấu hiệu nhận biết. Bây giờ cô và các em quan sát hình thoi và hình ảnh của cuộc sống quanh ta. Hình ảnh thứ nhất là các thanh sắt ở cửa xếp tạo thành những hình thoi. Hình ảnh thứ hai là bông thạch cao giữa trần nhà. Hình ảnh thứ ba là trang trí tường. Bây giờ cô và các em đi vào phần một nhỏ định nghĩa. Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Các em quan sát màn hình. Như vậy, tứ giác ABCD là hình thoi khi và chỉ khi AB bằng BC bằng CD bằng DA. Câu hỏi ở chấm hỏi chứng minh rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là một hình bình hành. Các em suy nghĩ và trả lời. Nội dung đáp án như sau. Tứ giác ABCD có AB bằng DC, AD bằng BC. Như vậy, tứ giác ABCD là hình bình hành. Lý do là tứ giác có các cạnh đối bằng nhau. Thông qua chấm hỏi này, chúng ta rút ra được một nhận xét như sau. Hình thoi cũng là một hình bình hành. Bây giờ, cô và các em cùng đi vào phần tính chất. Do hình thoi cũng là một hình bình hành, nên có đầy đủ tất cả các tính chất của hình bình hành. Ngoài ra, trong hình thoi, hai đường chéo còn vuông góc với nhau và hai đường chéo còn là các đường phân giác của các góc của hình thoi. Bây giờ, cô và các em cùng chứng minh nội dung trong hình thoi, hai đường chéo vuông góc với nhau và hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi. Ở đây, các em lưu ý AB bằng BC do giả thiết chúng ta sẽ suy ra được tam giác ABC cân tại B. Có BO là đường trung tuyến. Tại sao BO là đường trung tuyến? Do OA bằng OC. Như vậy trong một tam giác cân có đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh sẽ đóng vai trò là đường phân giác. Đường phân giác nghĩa là góc B1 sẽ bằng góc B2. Nghĩa là BD chính là đường phân giác của góc B. Tam giác ABC cân tại B có BO là đường trung tuyến nên BO đồng thời là đường cao. Nghĩa là góc BOC bằng 90 độ. Do đó các em sẽ suy ra được là AC vuông góc với BD. Bài tập tiếp theo. Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và bằng 10cm. Câu hỏi đặt ra là cạnh của hình thoi đó bằng bao nhiêu? Các em quan sát, ở đây cô có 4 đáp án A, B, C, D. Do trong hình thoi, hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Do đó các em sẽ tính được BO bằng 4cm. OC bằng 5cm. Sau đó chúng ta áp dụng định lý Pythagore và chúng ta sẽ tính được BC bằng căn bậc 2 của 41. Chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Cô và các em đi vào nội dung tiếp theo, đó chính là dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình thoi. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi. Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình thoi. Dấu hiệu nhận biết thứ ba, hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. Dấu hiệu nhận biết thứ tư, hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi. Cô và các em cùng đi vào bài tập áp dụng. Tìm các hình thoi trên hình. Các em suy nghĩ và trả lời. Đáp án như sau. Các em quan sát màn hình, ở hình A, tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Như vậy, tứ giác ABCD là hình thoi. Ở hình B, tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc. Như vậy, tứ giác EFGH là hình thoi. Ở hình C, tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. Như vậy, tứ giác ở câu C là hình thoi. Câu D, tứ giác không là hình thoi. Ở hình E, ở đây chú thích AB chính là tâm đường tròn có cùng bán kính, nghĩa là AC bằng AD bằng BD bằng BC. Như vậy, tứ giác ACBD là hình thoi. Nội dung tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho em cách vẽ hình thoi. Cách thứ nhất, dùng thước và compa, các em quan sát. Bước thứ nhất, vẽ hai điểm A và C. Sau đó các em vẽ hai cung tròn có cùng bán kính, chúng cắt nhau tại B và D. Các em quan sát màn hình.
Sau đó các em nối AB, BC, CD, DA. Ta được hình thoi ABCD. Cách thứ hai, dùng eke và thước thẳng. Ở đây các em sẽ vẽ hai đường chéo vuông góc với nhau và hai đường chéo này sẽ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Cụ thể là cô vẽ đường chéo thứ nhất là AB. Cô vẽ đường chéo thứ hai vuông góc với lại AB tại trung điểm O của AB. Đường chéo thứ hai là đường chéo CD. Sau đó các em tiến hành nối AC, nối CB. Nối BD. Nối DA. Như vậy các em sẽ có hình thoi AC BD. Cô chốt lại nội dung bài hình thoi cho các em. Bài hình thoi bao gồm những nội dung định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường tiếp theo.